Chào anh chị đã quay trở lại với dự án Sun Grand City New An Thới. Và chúng ta đang đứng ở khu vực hai cái block shop house cuối cùng của trục đại lộ ở New An Thới. Và đây thì hiện tại trong bảng hàng đang còn một cái căn nhà phố rất là đẹp. Nhà phố đại lộ New An Thới, một trong những cái cung đường lớn nhất của dự án Sun Grand City New An Thới. Và lúc em quay clip này thì nó đang vào khoảng hoàng hôn và khoảng chiều tối rồi, khoảng 5 giờ chiều. Và anh chị có thể nhìn thấy là bên kia chính là biển bờ Tây Phú Quốc, với ánh nắng hoàng hôn đang chiếu vào những ô cửa của khu nhà phố thương mại đô thị đảo đầu tiên của Phú Quốc, Sun Grand City New An Thới. Và chúng ta sẽ cùng xem hôm nay chúng ta có một căn nhà phố nào và đang chờ đợi tìm những cái chủ nhân xứng tầm nhất để sở hữu được căn nhà phố mà em đánh giá là một trong những căn góc đẹp nhất của trục đại lộ New An Thới, trục đường 36m của dự án đô thị đảo New An Thới. Ở đây chúng ta có căn AT131 với một cái con đường ở phía bên hông này, con đường khoảng 15m. Và căn AT131 là một căn góc với cái mặt tiền khá là lớn. Mặt tiền nó sẽ lên đến khoảng 15m. Đây là mặt tiền chính của căn nhà phố thương mại AT131. Và bên cạnh là căn 133 cũng đã bán rồi, 135 thì cũng đã bán rồi, 137, 139 cũng đã đều bán rồi. Và căn nhà phố này thì nằm ngay cái block shop house đầu tiên và giáp gần biển nhất. Và từ căn nhà phố này thì chúng ta hoàn toàn view ra được biển, bãi đất đỏ, cũng như là sau này chủ tư họ sẽ quy hoạch và xây dựng khu quảng trường biển và chợ đêm tại bãi đất đỏ. Thì đây là một trong những căn shop house với hoàn thiện mặt ngoài cực kỳ đẹp, với điểm nhấn đấy là cái ô cửa được sơn màu đỏ. Nó biểu tượng cho những chủ nhà mà sẽ hợp với mệnh hỏa hoặc là làm về kinh doanh, buôn bán, thì màu đỏ là một trong những cái màu rất là bắt mắt và cũng là điểm nhấn của dự án. Ngay khi chúng ta bước vào cái vòng cua ở phía xa kia, vòng cua khúc cua, thì chúng ta sẽ nhìn thấy ngay căn AT131 này với cái mặt tiền lớn và diện tích lô đất cũng rất lớn. Ở đây chúng ta có cái phía bên hông này sẽ là một con đường kết nối ra cái trục mà Pi ở phía sau. Và đây là cái mặt tiền ở phía bên hông, chúng ta gồm hai ô cửa ở mặt hông và một ô cửa ở mặt chéo này. Đó, đây là thiết kế từ tầng 2 đến tầng 5 ở phía trên. Do căn nhà này đang thi công nên mình sẽ không trèo lên trên được vì nó liên quan đến an toàn. Ở đây thì chúng ta có một cái mặt tiền ở hông cũng rất đẹp. Nếu mà anh chị đã đến với khu nhà mẫu cà phê Limoni thì căn AT này nó cũng tương tự như vậy, thậm chí nó còn đẹp hơn. Phía sau này sẽ có một cái khoảng cách giữa hai cái block shop house và có công viên Pino ở ngay phía ngoài, công viên cây thông. Ở đây thì một căn nhà phố này thì nó gần tương tự như là một cặp shop house, như gần như kiểu là một căn góc cộng một căn kề góc tại dự án Sun Grand City New An Thới. Đây là không gian ở phía trong căn nhà, các bạn có thể nhìn thấy một cái diện tích sàn rất là lớn, hơn 100m2. Và xung quanh các cái ô cửa dưới tầng 1 nó đều là những ô cửa kính và tạo ra một cái sự khoáng đạt nhất định cho căn nhà. Từ trong căn nhà thì giả sử làm nhà hàng thì chị có thể view được toàn bộ xung quanh. Đó, rất là thoáng đạt. Ở đây thì chủ đầu tư họ đang thiết kế và hoàn thiện cái trục AT, gần như là chúng ta đã có một cái tỷ lệ hoàn thiện đến 99% rồi. Và hoàn thiện mặt ngoài như anh chị đang nhìn thấy trục đường AT, trục đường nhà phố thương mại của dự án, kết nối từ trục đường Gateway từ cao tốc An Thới Cửa Lấp vào đến ga đi cáp treo Hòn Thơm. Và cái phần bên hông của căn nhà phố thương mại AT131 này cũng rất là lớn, và một cái căn góc nằm giữa hai mặt đường, một mặt đường 36m và một mặt đường khoảng 15m. Ở đây chúng ta có một cái vỉa hè của đường AT lên đến 8m. Trong đó thì chúng ta có thụt trước căn nhà khoảng 3m, lùi trước khoảng 3m và vỉa hè 5m, thì chúng ta có một cái vỉa hè 8m rất là rộng.
bên kia thì chúng ta có các cái căn shop house hướng nam, và căn shop house này nó sẽ hướng bắc. Và anh chị nào đang quan tâm đầu tư về một trong những căn shop house, một trong những căn nhà phố thương mại đẹp nhất tại trục đường đại lộ New An Thới, trục đường AT, thì vui lòng liên hệ trực tiếp với em Vinh qua số hotline trên màn hình để nhận được thông tin tư vấn cũng như là những chính sách bán hàng mới nhất từ chủ đầu tư Sun Group. Và đây là hoàn thiện mặt ngoài của căn AT131. Cảm ơn anh chị đã theo dõi clip này, và anh chị nào đang có nhu cầu đầu tư cũng như là tham quan trải nghiệm tại nhà mẫu thì vui lòng liên hệ với em Vinh qua số hotline trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị.